Xin chào các bạn, các bạn đã quay trở lại với video mới của mình. Các bạn cùng theo dõi trên màn hình thì ở video ngày hôm nay mình sẽ quay cận cảnh chi tiết giới thiệu đến các bạn những cái màu sắc của mẫu xe Yamaha Exciter với đầy đủ các cái phiên bản ở đây. Và ngày hôm nay những cái mẫu xe này mình quay cận cảnh trực tiếp tại Yamaha Mạnh Đạt với địa chỉ là phường Tân Phong, thành phố Lai Châu. Các bạn nào ở thành phố Lai Châu ấy, chắc chắn các bạn đã biết tới đại lý rồi, đối diện với siêu thị Hưng Long các bạn nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi lần lượt để có thể báo giá mới nhất nhé, trong tháng 4 năm 2020 này. Và hiện nay ấy, giá bán của dòng xe Yamaha Exciter mình cung cấp đến các bạn ấy dao động trong khoảng từ 45 cho tới 48 triệu tùy theo từng phiên bản và màu sắc khác nhau. Sau đây các bạn cùng mình đi lần lượt từng mẫu xe một, kết hợp với đó sẽ là báo giá cụ thể các bạn nhé, để các bạn có thể theo dõi được chính xác. Và mình thông tin luôn các bạn ấy là giá bán trên chưa bao gồm đăng ký các bạn nhé, chưa bao gồm đăng ký, vì tùy theo từng địa phương, tùy theo từng vùng miền thì giá đăng ký sẽ khác nhau. Đầu tiên phía ngoài cùng bên kia là mẫu xe Exciter phiên bản Manta Energy, giá bán hiện tại vào khoảng tầm 48 triệu, đó là giá bán cao nhất. Kế bên cạnh là phiên bản Panasian, hay còn một tên gọi khác là phiên bản Doxo các bạn nhé, phiên bản mới năm 2020 này. Và giá bán hiện tại của phiên bản này giữ ở mức là 47 triệu. Tiếp theo nữa là hai màu sắc mà được các bạn trẻ quan tâm rất nhiều ở thời điểm này của phiên bản RC, Exciter RC năm 2020 luôn các bạn nhé. Có cặp lốp maxi này, phiên bản màu đen nhám và phiên bản màu xám cam. Hiện nay hai phiên bản này có giá bán là tương đương nhau vào khoảng tầm 46 triệu đến 46 triệu 500 gì đó tùy theo từng thời điểm. Đây là hai màu sắc rất đẹp, rất cuốn hút và bắt mắt các bạn nhé. Các bạn có thể theo dõi ở đây. Nhìn rất là ok với những cái tem xe được làm to bản này, được tạo điểm nhấn. Trên phiên bản màu xám cam này thì tem xe màu cam nhìn khá nổi bật. Còn đối với phiên bản màu đen nhám, tem xe màu vàng đem đến một cái trải nghiệm rất là mới mẻ. Đây là những màu sắc như mình nói rồi, được rất nhiều anh em quan tâm và tìm mua ở thời điểm hiện tại. Do vậy giá bán cũng khá là cao, nhưng ở thời điểm này giá bán đã là khá là ok rồi, vào khoảng tầm 46 đến 46 triệu 500 cho hai cái mẫu xe phiên bản RC mới nhất năm 2020 các bạn nhé. Sau đây các bạn cùng mình quan sát phía phần đuôi xe. Đây là cái vị trí mà được anh em đánh giá cao nhất so với các cái mẫu xe khác trong cùng phân khúc 150 khối xe côn tay. Và đây các bạn có thể theo dõi rồi, với cái phần đuôi xe rất là giống nhau ở đây. Nhiều bạn có hỏi mình ấy là tại sao có những cái phiên bản khác nhau. Ở đây thì mình sẽ nói rõ với các bạn luôn, GP là như nào, RC là như nào. Cơ bản thì nó chỉ khác nhau về phần màu sắc và tem xe thôi. Còn về khối động cơ này, ngoại hình, hình dáng, kích thước, các trang thiết bị là giống nhau hoàn toàn nhé. Kể cả những phiên bản Manta Energy, phiên bản Hoàng Hôn Bình Minh hay phiên bản Panasian các thứ đều giống nhau hết. Chính vì vậy mà các bạn có thể quan tâm, tham khảo và lựa chọn cho mình thôi, tùy theo từng phong thủy của từng người thôi. Các bạn thích màu sắc nào thì lựa chọn màu sắc đó. Bởi vì ở thời điểm này thì tất cả các cái màu sắc đều có những cái nét đẹp khác nhau các bạn nhé. Mỗi một phiên bản đều có những cái màu sắc khác nhau. Và hiện nay thì rất nhiều những cái thông tin, đặc biệt là Yamaha Moto Việt Nam ấy, đang có cái thông báo về ba cái mẫu xe mới của Yamaha cho năm 2020 này. Và điển hình là hai mẫu xe dành cho nam. Và mình rất tin tưởng, chắc chắn. Hiện nay thì chưa có thông tin chính xác 100%. Tuy nhiên thì mình vẫn tin tưởng và chắc chắn rằng với những cái gì mà hiện nay các cái đối thủ khác đang làm được ấy, thì Yamaha sẽ sẵn sàng cho ra một cái mẫu xe Yamaha Exciter phiên bản mới cho năm 2020 này để có thể cạnh tranh với các đối thủ. Tiếp theo thì mình sẽ ở cái hàng thứ hai mình sẽ báo giá đấy các bạn. Đầu tiên là phiên bản màu đen nhám rồi, giá là 46 triệu 500. Kế bên cạnh là phiên bản GP màu xanh, giá khoảng tầm 46 triệu. Tiếp theo là những phiên bản màu đỏ nhám này, phiên bản Hoàng Hôn này, hay Hoàng Hôn các bạn nhé. Giá bán của cái phiên bản màu đỏ nhám vào khoảng tầm 46 triệu. Phiên bản Hoàng Hôn vào khoảng tầm là 47 triệu các bạn nhé, 47 triệu. Còn cuối cùng đằng kia là phiên bản màu trắng đỏ, giá bán vào khoảng tầm 46 triệu thôi. Hiện nay thì có những thời điểm xuống còn 45 triệu. Các bạn cứ lên trực tiếp đại lý đi, sẽ có những cái tư vấn cụ thể hơn các bạn nhé. Giá bán cực kỳ ok luôn. Đây mình có thể quay cận cảnh tất cả gần như đầy đủ rồi. Đầy đủ tất cả các cái màu sắc của mẫu xe Yamaha Exciter, kể cả phiên bản kỷ niệm 20 năm vẫn còn hàng, giá bán vào khoảng tầm 47 triệu mà thôi. Đấy, các bạn có thể tham khảo, lựa chọn và tìm mua cho mình, khá là ok luôn các bạn nhé. Giá cực kỳ đẹp luôn, các phiên bản đều được chủ yếu lên cho mình những cái phiên bản màu nhám ấy, đem đến một cái trải nghiệm mới mẻ, đẹp hơn, ok hơn, nhìn rất là sang trọng. Và mình rất tin tưởng rằng trong năm 2020 này ấy, thì Yamaha Exciter lại tiếp tục có những sự lột xác thay đổi để đem đến một trải nghiệm mới mẻ hơn. Và hiện nay có một số thông tin thì mình nắm bắt được, thì hiện nay cái phần đầu xe của Yamaha Exciter phiên bản mới cũng sẽ có một chút những sự thay đổi. Kết hợp với đó là chắc chắn hệ thống phanh chống mô cứng ABS sẽ được trang bị trên mẫu xe này. Đấy, các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình nhé. Các bạn thích cái mẫu xe nào
thích màu sắc nào, phiên bản nào, các bạn có thể để lại bình luận ở phần nhận xét để chúng ta cùng nhau đưa ra những cái bình luận thôi. Và hiện nay mẫu xe này vẫn được đánh giá khá là cao. Tuy biết rằng thì với những cái điểm yếu này, những điểm hạn chế mà trước đây có một video mình đưa ra 10 điểm hạn chế và 10 điểm yếu trên mẫu xe, thì mẫu xe này vẫn là đáng để quan tâm, đáng để lựa chọn. Bởi những cái bạn nào mà thích đi lại bình thường này, trên đường thành phố, đi công tác, đi trong những đoạn đường ngắn thôi, khoảng dưới 50 km trở lại, thì các bạn sử dụng mẫu xe này với khối động cơ SOHC là cực kỳ phù hợp luôn, rất bền và rất ok. Kiểu dáng thì đẹp, phù hợp với những cái bạn trẻ mà thích cái sự cá tính năng động, thì mẫu xe Exciter đáp ứng được đầy đủ các cái tiêu chí các bạn nha. Còn với những bạn nào mà đi tour nhiều thì các bạn nên lựa chọn dòng xe của Suzuki và Honda sẽ tốt hơn bởi động cơ DOHC. Đây là cái phần ở dưới kho thì mình có quay thêm một chút để gửi đến các bạn luôn. Cũng với đầy đủ các cái phiên bản các bạn nhé. Đen nhám rất là nhiều vì cái màu sắc này được đánh giá khá là cao và được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Cái thiết kế của năm 2020 ấy, dành cho phiên bản đen nhám ấy, có cái màu sắc nhìn nó lì lợm hơn, đẹp hơn, mạnh mẽ hơn. Nó gần như đen tuyền 100%, kể cả phiên bản màu đỏ nhám cũng tương tự như vậy. Đỏ nhám thì cái phần tem xe lại màu trắng, nhìn cũng khá nổi bật. Đây là những cái màu sắc mà được các anh em đánh giá cao. Chính vì vậy đại lý nhập hàng về cũng khá là nhiều nha. Đây các bạn có thể theo dõi này, rất nhiều các phiên bản đỏ nhám và đen nhám khác nhau để các bạn có thể thoải mái lựa chọn nha. Các bạn nào quan tâm ấy tới những cái mẫu xe mà các bạn đang theo dõi ở đây, mình quay trực tiếp tại Yamaha Mạnh Đạt ấy, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại nha, là 02133791688, xin được lý tư vấn cụ thể và chi tiết đến các bạn, kể cả chương trình trả góp luôn. Hiện nay chương trình trả góp dành cho mẫu xe này vẫn đâu đó vào khoảng tầm 0,9% lãi suất gì đó. Các bạn trả trước khoảng tầm 8 triệu là các bạn có thể sở hữu cho mình cái mẫu xe Yamaha Exciter này. Về giá bán của khu vực phía Nam ấy, nhiều bạn cũng có hỏi mình thì mình cũng có thể cung cấp đến các bạn luôn. Giá bán ở khu vực phía Nam thì cũng khá là tốt, chỉ dao động trong khoảng từ 43 triệu đến 45 triệu cho những phiên bản Exciter ở đây. Tại sao lại như vậy thì mình có thể đưa ra một số những cái nội dung này. Thứ nhất là miền Bắc thì người ta chuộng dòng xe Exciter lại hơn. Tuy nhiên dòng xe Honda Winner lại không được ưa chuộng lắm bằng miền Nam. Chính vì vậy giá xe Exciter thì luôn luôn cao, trong khi đó giá xe Honda Winix lại giảm đi khá là nhiều. Trong khi đó miền Nam thì lại ngược lại hoàn toàn các bạn nhé. Ngược lại hoàn toàn, giá Honda Winix thì luôn có cái giá bán khá là cao, trong khi Yamaha Exciter lại bị hạ xuống rất là nhiều. Ở thời điểm này có những đại lý bán chỉ còn 41 triệu cho mẫu xe Yamaha Exciter này. Đấy, các bạn có thể tham khảo và lựa chọn cho mình các bạn nhé. Trên đây thì mình cũng đã quay rất là chi tiết rồi, cận cảnh cụ thể từng phiên bản một, kết hợp với đó là báo giá gửi đến các bạn nhé thông qua video này để các bạn có thể tham khảo. Đặc biệt là những bạn nào mà đang có ý định mua mẫu xe này ở cái thời điểm mà dịch Covid này thì là cái giá bán của các mẫu xe thì cơ bản là hạ khá là nhiều, nhưng các bạn nên quan tâm tìm mua để có thể lựa chọn cho mình. Ở thời điểm này thì các đại lý gần như đã đóng cửa rồi, đặc biệt là phía Bắc. Chính vì vậy các bạn nào quan tâm có thể đặt hàng trước đi, và sau hết ngày 15 tháng 4 này, khi cái chỉ thị của Thủ tướng là hết ấy, thì các bạn có thể đến trực tiếp đại lý để có thể sử dụng và lựa chọn cho mình cái mẫu xe này các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể đặt hàng, đại lý sẽ để hàng cho các bạn. Và hiện nay còn rất nhiều các cái màu sắc khác nhau ở đây, mình có quay cận cảnh trực tiếp ở đây. Và hôm nay mình chỉ quay bên trong đại lý và dưới kho thôi, chứ không thể đưa xe ra ngoài để các bạn có thể quay cận cảnh hơn để gửi đến các bạn được. Nên các bạn có thể thông cảm thông qua video này để các bạn có thể lựa chọn nhé, tìm mua cho mình một mẫu xe phù hợp và ưng ý nhất. Và nói luôn với các bạn ấy, đây vẫn là một kênh top 5 của mình các bạn nhé. Top 5, mình sẽ chỉ chuyên về giá của các dòng xe thôi, trong các tháng, các tuần, để các bạn có thể tham khảo với các cái mẫu xe khác nhau, Yamaha này, Honda, Suzuki, SYM, đầy đủ các cái phiên bản khác nhau để gửi đến các bạn cùng tham khảo thông qua video. Còn kênh top 5 của mình thì mình sẽ chuyên về những cái mẫu xe mới, kể cả những phiên bản sơn độ mới, mình cũng sẽ quay nhiều hơn để có thể gửi đến các bạn tham khảo. Đặc biệt là những bạn nào thích cái sự mới lạ, thích cái sự không đụng hàng thì các bạn có thể tham khảo thông qua video của kênh top 5 mình. Top 5 thì mình vẫn có thể cung cấp giá đến các bạn, nhưng cung cấp giá ở đây là giá của những phiên bản sơn độ này, những phiên bản xe mới hoàn toàn các bạn nhé, để các bạn có thể tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.